Nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. Chính quyền nhà Thanh vào giai đoạn cuối vô cùng mục nát, không có khả năng đánh trả trước sự xâm lược mạnh mẽ của ngoại bang. Sống trong thời đại như vậy, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn, nhất là khi họ phải gánh chịu những khoản thuế má nặng nề. Cuộc sống của người dân khổ sở trăm bề. Video này mời quý vị và các bạn cùng chứng kiến để hiểu rõ hơn cuộc sống thật của nhà Thanh trong giai đoạn ấy. Lưu ý, đây là những đoạn phim và hình ảnh tư liệu vô cùng hiếm. Nó phản ánh điều kiện sống chân thực của người dân ở xã hội Trung Quốc thời kỳ cuối nhà Thanh. Nó có thể khiến bạn bị sốc bởi hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Đặc biệt, phim ảnh Trung Quốc gần như hiếm khi nhắc tới những hình ảnh giai đoạn này. Khi nhắc đến Trung Quốc, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một đất nước tỷ dân, diện tích rộng lớn, xã hội phát triển vượt bậc. Một đất nước trải qua các triều đại phong kiến lẫy lừng được thể hiện trên phim ảnh. Ít ai có thể tưởng tượng ra được một Trung Quốc giai đoạn cuối Thanh Triều lại cùng cực và bần hàn đến mức nào. Theo Thanh Triều Sử Cảo, có đoạn nói, thời kỳ này làm ăn mày cũng không phải là một việc dễ dàng. Có đôi khi ăn mày trên một con đường còn nhiều hơn người đi đường. Có thể rất nhiều người không dám tin, nhưng đây mới là lịch sử chân thực nhất về Trung Quốc giai đoạn cuối Triều Thanh, khác xa với những hình ảnh chúng ta vẫn thấy trên phim ảnh. Sau 1-2 năm thời tiết xấu, người dân càng trở nên đói kém. Điển hình là nạn hạn hán năm 1877 và năm 1878 lên đến đỉnh điểm. Vùng chịu thiên tai nặng nề nhất là các tỉnh như Sơn Tây, Hà Nam, đặc biệt là khu vực Sơn Tây, hầu như phần lớn người dân bị lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Người lớn và trẻ em phải đi ăn xin, người trẻ có sức khỏe thì phải lao động thuê vất vả để kiếm miếng ăn dưới sự bóc lột của tầng lớp cao hơn, đặc biệt là giới tư bản. Do thiếu hệ thống thủy lợi, rất nhiều nơi đã mất trắng lương thực, người dân sống không bằng chết. Nạn đói lớn nhất xảy ra vào năm Đinh Mậu, trong lịch sử Trung Quốc gọi đó là thảm họa Đinh Mậu. Để sống tiếp, một số người nghèo chỉ có thể ăn những thứ như vỏ cây và một số loại cỏ dại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không thoát được cảnh chết đói. Sau khi nạn dân chết đói, có thể không có ai xử lý, kết quả là dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Đó có thể xem là giai đoạn tăm tối nhất lịch sử Trung Quốc cuối thời kỳ phong kiến. Sinh ra trong giai đoạn lụi tàn của triều đại, những người nghèo sống không bằng chết. Trong tấm hình này là một người ăn mày đứng ở trên đường, ông đang chuẩn bị đi ăn xin. Ảnh được chụp ở thập niên 1870. Người gánh thuê, đây là một công việc vận chuyển hàng hóa, tức là cù li. Giao thông khi ấy kém phát triển, việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn. Vì nhu cầu nên phát sinh nghề gánh thuê. Họ chịu trách nhiệm gánh những món đồ dùng sinh hoạt từ kinh thành về tới nông thôn, kiếm lấy chút tiền công ít ỏi, nhưng đó là tiền mồ hôi xương máu chân chính. Không hề nói quá chút nào, khi ấy phân bò là loại phân bón quan trọng và được dùng để kinh doanh. Rất nhiều người sẽ nhặt nó nếu thấy trên đường. Có thể một thôn xóm nhỏ có đến mấy chục người tới tranh giành để hy vọng tìm chút miếng ăn. Trong tấm ảnh xưa này, mặt của bà cụ toát lên vẻ đau đớn. Chân của bà cụ đã bị thương. Vì nhà nghèo sơ sát, bà cụ không hề có tiền để đi khám thầy thuốc, chỉ có thể chịu đựng sự giày vò của cơn đau. Ngoài ra, quần áo trên người của bà cụ hết sức tả tơi và bẩn thỉu. Bắt đầu từ năm 1875, lượng mưa của cả khu vực Hoa Bắc ít hơn những năm trước. Việc này càng nghiêm trọng hơn ở những vùng có hệ thống thủy lợi kém phát triển. Hình ảnh một gia đình chạy nạn để kiếm miếng ăn năm Đinh Mậu. Khó có thể tưởng tượng mức độ thảm khốc của thảm họa Đinh Mậu. Những người nghèo khi ấy phải đứng mũi chịu sào, gần như không còn sự lựa chọn nào ngoài việc chờ chết đói. Sau khi thiên tai xảy ra, tổng cộng khiến hơn 10 triệu người chết đói, hơn 20 triệu nạn dân chạy nạn tới những nơi khác. Hai bà cháu cơ cực bên căn nhà liêu xiêu gần kinh thành Bắc Kinh. Khi xem những bức ảnh này, có phải bạn thấy hoàn toàn khác so với nhà Thanh trong phim truyền hình Trung Quốc đúng không? Đây mới chính là những hình ảnh chân thực của lịch sử Trung Quốc. Bởi hầu hết phim ảnh thường chỉ nói về giới vương quyền, cung đình phong kiến xa hoa. Còn cuộc sống dân đen khi ấy ít khi được nhắc tới. Một người đàn ông ngồi chờ đợi cạnh một ngôi miếu thờ thổ địa, mong có người tới cúng bái để anh ta có thể lấy được chút đồ cúng để ăn. Cửa miếu có cặp cầu đối, y kính ngã nhị lão, hảo tứ nhị tam đa. Tức là nếu tôn kính ông bà thổ địa sẽ được ban tam đa. Tam đa ở đây chỉ nhiều phúc, nhiều thọ, nhiều con cái. Bên trong miếu còn có cặp cầu đối, công công nhất phương công đạo, ba bà hảo phiến bà tâm. Nghĩa là
ông thổ địa bên vực lẽ phải, bà thổ địa có lòng từ bi. Tiếp theo là những hình ảnh hiếm hoi về đời sống, phong tục tập quán của dân thường thời nhà Thanh Trung Quốc, tức là cách đây khoảng hơn 160 năm. Ảnh đang xem là phố mua sắm sầm uất bậc nhất Bắc Kinh, bày bán đồ ăn vặt, trái cây, đồ dùng hàng ngày. Đây là các bức ảnh từng xuất hiện ở triển lãm về Trung Quốc cuối thế kỷ 19. Khung cảnh ga tàu cuối thời nhà Thanh, quang cảnh ghi lại những người gánh hàng rong chào mời khách. Đánh bắt cá ở Đại Vân Hà thuộc Bắc Kinh, người Trung Quốc xưa huấn luyện chim cốc giúp ngư dân đánh bắt cá. Phương pháp này đã lưu truyền hàng nghìn năm. Chim cốc rất giỏi bắt cá nên người dân quấn dây rơm và thắt nút gần cổ chim đề phòng chúng ăn cá. Khi chim ngậm cá trong miệng, người dân kéo chúng lên gỡ ra, sau đó lại thả chim xuống nước. Thợ mộc đang cưa những thanh gỗ lớn và dày thành nhiều tấm ván. Có thể thấy thời nhà Thanh kiểu tóc tết đuôi sam, cạo trọc nửa đầu là kiểu tóc đặc trưng của đàn ông. Thậm chí ngay từ lúc bé, hầu hết đã được để kiểu tóc này. Như ảnh này chụp năm 1863 tại một trường tư thục ở Quảng Châu. Những đứa trẻ 5-6 tuổi được học chữ, luyện viết và học thuộc các cuốn Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, những cuốn sách về nhân, lễ, nghĩa, hiếu. Một đầu bếp ở Bắc Kinh và đầu đời của ông ta năm 1863. Các gia đình bình thường mỗi dịp có đám cưới, đám tang, mừng thọ thường thuê những đầu bếp này đến để nấu nướng vì giá thành phải chăng hơn so với đến nhà hàng. Một bức ảnh chụp năm 1867 ghi lại những người phụ nữ và trẻ nhỏ ở thôn quê Trung Quốc. Những phụ nữ này buộc chiếc lồng sưởi ấm ở vùng bụng vượt qua mùa đông. Chiếc lồng được làm bằng tre, bên trong có bắt gớm đựng than làm ấm cơ thể. Ảnh này là Dương Thúy Hỷ, một kỹ nữ nức tiếng cuối thời Thanh. Do nhà nghèo, bà bị cha bán cho người đàn ông họ Trần. Sau đó, Dương Thúy Hỷ lại bị bán cho gia đình họ Dương, từ đó làm ca nữ ở Lầu Xanh. Vì xinh đẹp, nổi tiếng, Dương Thúy Hỷ trở thành quân cờ trong tay những người có thế lực. Từng có người chi 12.000 lượng vàng để chuộc thân cho bà, rồi dâng bà cho viên quan tên Tái Trấn làm vợ lẽ. Sự việc bị tố cáo lên triều đình, Tái Trấn buộc gửi Thúy Hỷ đến nhà một người quen giàu có họ Vương tại Thiên Tân để bà làm vợ lẽ của người này. Bà đã sống sung túc ở phủ họ Vương. Hai Phu Kiệu và một A Hoàng hầu hạ Thiên Kim Tiểu Thư ở Quảng Châu. Ảnh được ghi lại vào giai đoạn cuối triều nhà Thanh. Các phạm nhân ở Tô Châu, họ bị gông cổ, xích gần nhau để biêu tên trên phố. Một bức ảnh do Thomas Chiêu chụp các quan chức ngoại giao của Anh, Pháp, Mỹ, Nga gặp hoàng đế đồng trị. Bức ảnh này không còn tồn tại, chỉ còn bản sao chụp. Dù vậy, bức hình mang ý nghĩa lớn về thời kỳ lịch sử. Bây giờ, triều đình nhà Thanh mâu thuẫn với phương Tây về việc quan chức ngoại giao có quỳ gối khấu đầu trước hoàng đế Trung Quốc hay không. Do các sức ép bên ngoài, nhà Thanh buộc phải nhượng bộ. Các quan chức chỉ nghiêng người làm lễ, không cần quỳ lại. Thomas Chiêu, sinh năm 1841, mất năm 1898, là kỹ sư công trình và là nhiếp ảnh gia người Anh. Năm 1870, ông đến Trung Quốc và lưu lại đây gần 20 năm. Ông từng phụ trách thiết kế hệ thống khí ga ở Bắc Kinh. Thomas Chiêu để lại gần 200 bức ảnh về triều đình, cảnh và con người cuối thời Thanh. Như bức ảnh này, người cưỡi ngựa trong ảnh là Quan Tự thời bé. Ông sinh năm 1871, được đặt vào ngôi vua năm 4 tuổi, là hoàng đế thứ 11 của nhà Thanh. Còn đây chính là Tổng lý nhà Môn, tức trụ sở chuyên giải quyết các vấn đề về ngoại giao thời nhà Thanh, được thành lập năm 1861. Thomas Chiêu là nhiếp ảnh gia có cống hiến quan trọng ở Trung Quốc hồi cuối thế kỷ 19. Ảnh của ông ghi lại những sự kiện trọng đại lẫn cuộc sống đời thường. Tác phẩm của ông từng được triển lãm tại nhiều thành phố trên thế giới. Một cặp vợ chồng quý tộc nhà Thanh mới thành hôn được Thomas Chiêu chụp năm 1875. Đây là kiệu rước dâu truyền thống thời nhà Thanh Trung Quốc. Mỗi cô dâu đều ngồi kiệu đến hôn lễ. Quá trình ngồi kiệu tượng trưng bước ngoặt nàng dâu về nhà chồng. Sư phụ và đầu đệ Lạt Ma, hai người đều cầm tràng hạt, kinh Phật đặt trên đùi. Chiếc bàn phía sau đặt tượng Phật. Đây là một trong những bức ảnh sớm nhất ghi lại các nhân vật tôn giáo ở Bắc Kinh. Thomas Chiêu còn ghi lại con người ở nhiều tầng lớp xã hội, từ quý tộc, thương nhân đến ăn mày, lãnh tụ tôn giáo. Đây là hình ảnh những người ăn xin ở Bắc Kinh.
Như nói ở trên, giai đoạn cuối thời nhà Thanh, dân thường rất lầm than cơ cực. Trên các con đường, người ăn xin còn đông hơn cả người qua lại. Một cửa hàng thuốc lá được trang trí hoa lệ. Ngoài thuốc lá thì thuốc phiện thời kỳ này được phổ cập du nhập vào Trung Quốc và tiếp cận với giới nhà giàu hay thương nhân kinh thành. Hình ảnh hai mẹ con làm ruộng, tay chân lấm bùn ở ngoài thành Bắc Kinh, ảnh đã được công nghệ AI phục chế tô màu. Điều đáng chú ý là hai mẹ con không có bó chân mà cả hai đều có bàn chân tự nhiên. Trong xã hội thời đó, bàn chân nhỏ được coi là đẹp nên rất ít phụ nữ không bó chân. Vào thời kỳ nhà Thanh, tục bó chân đã trở thành một tục lệ phổ biến ở phụ nữ. Tuy nhiên, bó chân gây ra nhiều tác hại, do đó nhà Thanh đã phải ban hành luật liên quan để cấm bó chân, nhưng không có nhiều tác dụng. Cặp đôi diện đồ đẹp để chụp ảnh trong ngày cưới. Cô dâu đội mũ phượng hoàng và ăn mặc lộng lẫy, còn chú rể mặc lễ phục quan cửu phẩm. Ở Trung Quốc cổ đại, đàn ông có thể mặc trang phục chính thức của một quan chức trong ngày cưới của họ. Đó là nguồn gốc của danh hiệu chú rể. Ảnh này đã được xử lý bằng công nghệ AI. Bức ảnh này được chụp vào năm 1906 và là bức ảnh tập thể của ba người phụ nữ xuất thân từ những gia đình bình thường. Phụ kiện họ đeo trên đầu được gọi là mò tráng, là một loại mũ đội đầu ở Trung Quốc cổ đại có nguồn gốc từ triều đại nhà Thương và nhà Chu. Mò tráng trở nên phổ biến ở triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Một bức ảnh khác chụp tập thể của ba người phụ nữ quý tộc. Người phụ nữ bên trái bức ảnh là một nữ quý tộc Mãn Châu, còn hai người phụ nữ đứng bên cạnh là những nữ quý tộc Mông Cổ. Vẻ mặt của họ đều rất nghiêm túc, nhìn rất uy nghiêm. Ảnh đã được tô màu bằng công nghệ AI. Trong một căn phòng ở hậu cung Tử Cấm Thành, có mấy phi tần đang chơi bài để giết thời gian. Tuy đang chơi bài, nhưng mỗi người trong số họ đều ăn mặc rất chỉnh tề và sang trọng. Một cung nữ cầm ấm trà chờ hầu hạ các chủ nhân. Còn đây là một khu chợ do người dân Bắc Kinh tự phát hình thành gần Tử Cấm Thành. Bức ảnh cũng đã được phục chế từ công nghệ AI. Có thể thấy được sự khác biệt cuộc sống giữa dân thường và giới quý tộc cung đình nhà Thanh. Dân thường cơ cực nhưng họ vẫn phải chịu xu thế rất cao vào thời kỳ đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những tư liệu về cuộc sống của người Trung Quốc xưa giai đoạn cuối triều Thanh. Các bạn có nhận xét gì xin hãy cùng thảo luận dưới phần bình luận nhé. Chân thành cảm ơn vì đã xem hết video. Mình chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Thank you.